Ok, chào mừng các anh chị đã quay trở lại với kênh channel của mình. Thì hôm nay tôi sẽ chia sẻ một cái trường hợp nó liên quan đến cái hợp đồng thi công san lấp. Và ở đây là tôi có một cái trường hợp là một cái gói thầu thi công san lấp nó cũng nhỏ thôi, khoảng chừng hơn 200 triệu. Nó gồm có 3 công tác trong đó, rồi có đào, ủi, rồi vận chuyển bằng ô tô. Thì cái vấn đề ở đây là cái hợp đồng này là của bên vốn tư nhân, cho nên là cũng không có cái hồ sơ mời thầu gì đâu, nó giá trị nó nhỏ mà. Thì chủ đầu tư cũng mời nhà thầu tới hiện trạng để mà khảo sát rồi là báo giá. Thì họ báo giá bằng 3 cái công tác như vậy. Rồi chủ đầu tư thấy giá và cả hợp lý thì đồng ý ký hợp đồng. Và trong cái hợp đồng thì cũng không ghi rõ, không có ghi rõ ra là yêu cầu bắt buộc trên công trường phải có bao nhiêu máy hay như thế nào cả. Đó. Nếu như mà chúng ta hiểu rằng theo ba cái đầu mục của báo giá của nhà thầu là chúng ta có cả xe cuốc, ô tô và xe ủi. Và trên thực tế thì khi thi công thì bên nhà thầu họ chỉ sử dụng xe cuốc và xe ủi thôi, ô tô họ không sử dụng được bởi vì nó chạy không được trên cát, cho nên là không vận chuyển bằng ô tô được. Và các anh chị lưu ý là cái hợp đồng này là hợp đồng trọn gói, không có ghi về yêu cầu bắt buộc về máy móc nhân trên công trường. Cái vấn đề ở đây là bên phía chủ đầu tư yêu cầu là phải ghi lại, tức là ghi cái số máy ở trên công trường, ví dụ như ở trên đây không sử dụng ô tô thì sau này khi thanh quyết toán thì chúng ta trừ cái chi phí ô tô đó ra, nó giống như là chúng ta trừ cái công tác vận chuyển bằng ô tô, đại khái là như vậy. Thế thì theo các chị, cái trường hợp như vậy nếu mà bên chủ đầu tư họ yêu cầu như vậy thì có đúng hay không? Cái vấn đề ở đây theo tôi á, cái việc mà chúng ta kiểm soát cỡ cả trong hồ sơ mời thầu mà chúng ta đưa ra cái máy móc thiết bị yêu cầu, và thì hoặc là trong hợp đồng chúng ta đưa ra để chúng ta yêu cầu, thì đó chỉ là một cái mục đích để chúng ta kiểm soát về mặt tiến độ thi công, cái cách để chúng ta kiểm soát cái tiến độ thi công. Và thứ hai là chúng ta yêu cầu để kiểm soát được cái năng lực của nhà thầu, họ có đủ máy móc thiết bị hay không. Bởi vì họ đủ thì họ mới tham gia báo giá và họ ký hợp đồng. Đó nè. Chứ chúng ta không thể nào mà nếu như chúng ta không có yêu cầu mà khi ra thi công chúng ta trừ cái thanh toán đó được. Nếu như họ không thực hiện, bởi vì cái mục đích của việc mà chúng ta vận chuyển bằng ô tô là để chúng ta vận chuyển cát từ vị trí này đến vị trí khác, bởi vì xe ủi thì nó ủi một đường cỡ chừng 30 m thì nó còn phạm vi của định mức, chứ còn nhiều lúc chúng ta ủi xa quá thì nó lại không hiệu quả, cho nên cái phương án ô tô. Nhưng mà thực tế thì do ô tô chạy không được cho nên họ buộc phải sử dụng xe ủi để họ thi công. Thì theo tôi cái trường hợp này là chúng ta không thể nào trừ được cái chi phí này. Và cỡ cả chúng ta có yêu cầu trong cái hợp đồng, chúng ta có yêu cầu số lượng máy móc bắt buộc trên công trường. Nếu như họ thiếu máy móc thì chúng ta chỉ lập biên bản hoặc là yêu cầu họ đảm bảo được cái số lượng máy móc, họ đảm bảo được cái tiến độ thôi. Còn nếu như mà họ giống như bây giờ là họ giống như chuyển đổi cái biện pháp thi công rồi, thì thực tế thi công thì trên công trường thì trong quá trình thi công thì có thể là phải nhà thầu họ phải thay đổi cái biện pháp. Thì cái này thì về trách nhiệm của nhà thầu thì họ sẽ báo cho bên đơn vị để tư vấn giám sát cho chủ đầu tư đồng ý về cái phương án họ thi công. Thì ok, cái đó thì cái biện pháp họ trình lên hợp lý, thực thi khả thi, mang đẩy nhanh được tiến độ, đảm bảo được chất lượng thì đồng ý hết, ok được. Nhưng mà cái việc mà họ không làm, họ chuyển đổi hoặc là họ thay đổi thiếu máy móc như vậy mà chúng ta thanh toán chúng ta trừ, là theo tôi là nó không hợp lý.
à, và đặc biệt là những cái gói thầu trọn gói nữa. Cho nên là nếu như họ không có, ví dụ như ở đây chúng ta cũng có thể lý giải một việc như thế này. Bây giờ anh không có thi công cái phần việc đó, thì ví dụ như anh nói là anh không có vận chuyển cát bằng ô tô thì tôi trừ, thì cái nó cũng không hợp lý, bởi vì là anh không vận chuyển thì nhưng mà anh phải sử dụng xe ủi anh làm, thì đó cũng là một cái biện pháp thay thế. Cho nên chúng ta không thể nào trừ được cái chi phí này của họ cả. Ok, như vậy là cái thông tin tôi chia sẻ là như vậy. Các anh chị nào có ý kiến hay hơn thì góp ý bằng cách comment bên dưới video. Tôi cũng rất là sẵn sàng nhận nghe từ ý kiến của các anh chị, vì đây là nó là một cái trường hợp thực tế mà tôi đã gặp. Thì ý kiến của tôi là sẽ không trừ chi phí của bên nhà thầu. Tuy nhiên rằng tôi sẽ yêu cầu cho bên nhà thầu sẽ làm một cái biên bản xin giải trình, xin tức là thay đổi cái biện pháp thi công. Thay vì chúng tôi sử dụng ô tô để chúng tôi vận chuyển cát thì chúng tôi sẽ nó sẽ không được, thì tôi sẽ xin sang là chúng tôi sử dụng xe ủi, thay vì chúng ta ủi một lần là đến vị trí chúng ta ủi từng đợt như vậy, thì bắt buộc chúng ta phải tăng số lượng xe ủi lên thì chúng ta mới đảm bảo được cái tiến độ. Ok, nếu các anh chị nào cảm thấy hữu ích thì đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ nhé. Cảm ơn các anh chị rất nhiều.